Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến thăm và làm việc tại trường đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đây gọi tắt là trường đảng Trung ương Trung Quốc. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Ban Bí thư, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi cùng ban giám hiệu, các giáo sư giáo viên và học viên nhà trường là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo chung cao cấp cán bộ thanh niên trung niên ưu tú trên toàn quốc có vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu tuyên truyền thúc đẩy xây dựng tư tưởng lý luận của đảng trường đảng trung ương đảng cộng sản trung quốc là cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và triết học quốc gia cũng như một tổ chức tư vấn cao cấp kiểu mới đặc sắc trung quốc trường được vinh dự đặc biệt khi tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình từng là hiệu trưởng các lãnh tụ lãnh đạo của Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ đều từng đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng vai trò của trường đảng Trung ương. Bày tỏ vui mừng có dịp đến gặp gỡ trao đổi tại trường đảng Trung ương Trung Quốc, hay còn gọi là Học viện Hành chính Quốc gia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tích mà trường đã đạt được, xứng đáng là địa chỉ đỏ mái trường đỏ cho cán bộ các cấp các ngành, các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đến học tập, nâng cao trình độ và tu dưỡng bản thân. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với bề dày lịch sử, những đóng góp quan trọng và thành tích nổi bật, trường đảng Trung ương Trung Quốc tích lũy được nhiều kinh nghiệm tốt, cách làm hay trên các phương diện cả về nghiên cứu giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy phát triển để phía Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi, khẳng định những thành tựu to lớn Trung Quốc đạt được hiện nay là kết quả rực rỡ trên thực tiễn, từ lý luận tiên phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kết tinh là tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Thông tin với đông đảo thầy và cho nhà trường, Tổng bí thư Chủ tính nước Tô Lâm cho biết, kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh phần đấu đạt được những thành tựu to lớn, giành lại độc lập dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Từ đó và qua những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Như Đại hội 13 vào năm 2021 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ là người sáng lập lãnh đạo và giải luyện đảng cộng sản việt nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng chủ tịch hồ chí minh của việt nam luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu rất cần kíp quyết định mọi việc và cán bộ là cái gốc của mọi việc nên huấn luyện cán bộ là công về gốc của đảng kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh các vấn đề về cán bộ và lý luận luôn là một trong những vấn đề căn cốt được đặc biệt nhấn mạnh và coi trọng qua các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi có truyền thống hữu nghị lâu đời hai nước có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị con đường phát triển truyền thống văn hóa xã hội đều do đảng cộng sản lãnh đạo đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể mỗi nước mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai đảng hai nước cần được kế thừa gìn giữ và phát huy thời gian qua dưới sự định hướng chiến lược trực tiếp thúc đẩy của cố tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình hai bên nâng tầm mức mới cho quan hệ song phương nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược quan hệ giữa việt nam và trung quốc trên nhiều phương diện đã đạt được những thành tựu to lớn bao gồm hợp tác về giáo dục đào tạo nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa trường đảng trung ương trung quốc với các đối tác của việt nam trong đó có học viện chính trị quốc gia hồ chí minh không ngừng được củng cố tăng cường và phát triển sâu rộng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nói chia sẻ về công việc trọng tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, một trong những công việc quan trọng nhất của Việt Nam là làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Đại hội đã được xác định là dấu mốc quan trọng, mốc son của thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn lên của dân tộc Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới giữa trường đảng Trung ương Trung Quốc và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa ký kết và những thành quả hợp tác thời gian qua để làm sâu sắc thêm nội hàm của tầm cao mới trong quan hệ hai Đảng hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai trường thúc đẩy giao lưu trao đổi, mời các lãnh đạo và các giáo sư chuyên gia của trường sang thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ công tác, thúc đẩy tin cậy và hiểu biết lẫn nhau phát huy ưu thế chính trị quan hệ kênh đảng tăng cường trao đổi lý luận về xây dựng đảng và quản lý đất nước những vấn đề về ý thức hệ góp phần tham mưu cho trung ương hai đảng về những vấn đề quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng chống diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, phòng chống các âm mưu diễn biến hòa bình, mở rộng các hình thức trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu lý luận. Hai bên có thể đồng tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học, tọa đàm bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tiếp tục trao đổi triển khai các đề tài nghiên cứu lý luận chung về các vấn đề mới quan trọng mà hai bên cùng quan tâm. Việt Nam hiện nay rất có nhu cầu về việc nâng cao năng lực của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đề nghị Trường Đảng Trung ương Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam theo các hình thức linh hoạt, Tổng bí thư Chủ tính nước Tô Lâm đề nghị. Trước đó, Tổng bí thư Chủ tính nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham phòng truyền thống, chụp ảnh lưu niệm với ban giám hiệu, các giáo sư, giáo viên và học viên nhà trường lưu bút tại đây tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm bày tỏ đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam rất vui mừng đến thăm trường đảng trung ương trung quốc hay còn gọi là học viện hành chính quốc gia cái nôi của nền giáo dục về lý tưởng cách mạng lý luận chính trị của trung quốc tôi tin tưởng và chúc mừng trường đảng trung ương trung quốc với tinh thần không quên ước nguyện ban đầu khắc ghi sứ mạng lịch sử sẽ luôn phát huy truyền thống vẻ vang hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sứ mệnh trung ương đảng cộng sản trung quốc giao phó xứng đáng là địa chỉ đỏ cơ sở đào tạo quan trọng của đảng nhà nước trung quốc chúc quan hệ hợp tác của trường đảng trung ương trung quốc cùng với các đối tác của việt nam không ngừng phát triển sâu rộng hiệu quả thiết thực góp phần làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến tham quan tìm hiểu mô hình hoạt động tại công ty MEGV2 ở thành phố Bắc Kinh, công ty chuyên cung cấp các giải pháp và giải pháp trí tuệ nhân tạo AI. Hiện có gần 3.000 nhân viên có các trung tâm nghiên cứu và phát triển, gọi tắt là AND, tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán, Nam Kinh và Thành Đô. Các sản phẩm thương mại của MEGV2 đã phục vụ hàng trăm nghìn nhà phát triển và hơn 3.000 khách hàng trên toàn thế giới. Đến nay, MEGV2 đã 28 lần vô địch cuộc thi AI Thế giới, có khoảng 1.900 bằng sáng chế, tham gia xây dựng 33 tiêu chuẩn ngành AI của Trung Quốc. Ngoài ra, MEGV2 hợp tác với các trường đại học để xây dựng cơ sở thực hành tài năng và các chương trình giảng dạy. Việc nghiên cứu MEGV2 về công nghệ điện toán hình ảnh có quy mô dẫn đầu thế giới, quan hệ học thuật rộng rãi với nhiều cơ sở nghiên cứu trên khắp thế giới, Đạt được nhiều thành tựu kỹ thuật được công nhận rộng rãi, với năng lực nghiên cứu và thực tiễn dẫn đầu trong lĩnh vực AI, MEGV2 đã xây dựng được hệ thống sản phẩm AI tích hợp giữa phần cứng và phần mềm, đưa ra các giải pháp ngành nghề cho dịch vụ internet vạn vật IoT. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong gần 3 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trưa ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rơi Bắc Kinh lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác quan trọng trên cương vị mới.